Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt nhất tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão để các bạn tiến hành công việc là mua xe, mua xe máy, mua ô tô hoặc là mua các phương tiện đi lại để phục vụ cho công việc cũng như là phục vụ cho cái nhu cầu của mình. Đó. Thì đó là những ngày nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, như quý vị đã biết ấy, cái tháng 2 âm lịch nó là ngày nó khởi từ ngày 20 tháng 2 dương lịch đến ngày 21 tháng 3 âm lịch. Và cái ngày mùng 1 nó là ngày kế dậu tháng 2 âm lịch nó là tháng ất mão là tháng đủ có 30 ngày thì đầu tiên để lựa chọn ra được một ngày tốt thì chúng ta cũng cần loại bỏ những ngày xấu cần tránh đó là ngày sát chủ ngày thụ tử ngày nguyệt phá con nước dương công kỵ thiên địa chuyển sát tam lương và ngày nguyệt kỵ đó thì để lựa chọn ra ngày tốt hoặc là tránh những những ngày xấu thì chúng ta sẽ dựa vào quyển sách là ngày tốt tuần thư Đây các bạn có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư và ở trang 183 thì nó có các tiêu chí để chọn ngày mua xe thì ngày mua xe nó có 43 tiêu chí để chúng ta lựa chọn vậy nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái 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 cái, cái những ngày tốt này Đấy. thì các bạn có thể tham khảo những ngày tốt khác bằng cách là tìm đến quyển sách ngày tốt toàn thư để chọn cho mình những ngày tốt đẹp nhất đó bây giờ chúng ta bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt trong cái tháng tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc mua xe mua pháo thì đầu tiên chúng ta loại bỏ những ngày xấu cần tránh ngày xấu cần tránh đầu tiên là ngày sát chủ ngày sát chủ ấy thì trong tháng ngày sát chủ trong tháng 2 âm lịch nó sẽ là ngày tí và ngày xỉu ngày tí và ngày xỉu này ngày tí thì nó sẽ có ngày mùng 4 là nhâm tí này 16 là giáp tí và ngày 28 là ngày bính tí đó đó là những ngày xấu cần tránh tiếp theo ngày xấu thứ hai cần tránh chúng ta là ngày thụ tử ngày thụ tử trong tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là ngày thìn ngày thìn có ngày mùng 8 là bính thìn và ngày 20 là ngày là ngày mậu thìn thì chúng ta không dùng ngày xấu thứ ba cần tránh đó là ngày dương công kỵ Ngày dương công kỵ trong tháng 2 thì nó sẽ là ngày 11. Ngày 11, ngày 11 tháng 2 nó sẽ là ngày kế mùi chúng ta dùng. Tiếp đến ngày xấu thứ ba mà chúng ta cần kiên kỵ đó là ngày tam lương. Ngày tam lương nó sẽ gồm có 6 ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27. Thì ngày mùng 3 nó là ngày tân hợi này. Ngày mùng 8, ngày mùng 7 nó là ngày ất mão. Ngày 13 nó là ngày tân dậu. Ngày 18 nó là ngày bính, bính dần. Ngày 22 thì nó sẽ là ngày canh ngọ và cuối cùng là ngày 27 thì nó là ngày ất hợi đó là 6 ngày tam lương cần tránh tiếp theo chúng ta loại bỏ những ngày nguyệt kỵ thì sẽ có 3 ngày mùng 5 14 và 23 thì ngày mùng 5 nó rơi vào ngày quý Sửu ngày 14 thì nó là ngày nhâm Tuất và ngày 23 23 thì nó sẽ vào ngày Tân Mùi đó đó là những ngày xấu mà chúng ta không dùng tiếp theo chúng ta cũng cần loại bỏ là ngày nguyệt phá ngày nguyệt phá thì tháng này là tháng ất mão ạ tháng ất mão mão và dậu tương xung Với chi những ngày những ngày dậu sẽ là những ngày nguyệt phá nó sẽ có 3 ngày mùng 1 là ngày kỷ dậu 13 là ngày tân dậu và ngày 25 là ngày quý dậu thì ba ngày này chúng ta cũng sẽ không làm việc gì tiếp theo là chúng ta loại bỏ đến ngày trực thu ngày trực thu trong tháng này nó là ngày tí thì nói chung ngày sát chủ rồi chúng ta sẽ không dùng và ngày thứ 8 chúng ta cũng cần phải loại bỏ nó là ngày trực bế là ngày dần ngày dần sẽ có hai ngày 18 bính dần ngày dần sẽ có 3 ngày mùng 6 là ngày giáp dần 18 bính dần và ngày 30 là ngày mộ dần Ngày thứ 9 chúng ta cần loại bỏ để tiến hành mua xe cho được thuận lợi ấy, là chúng ta cần loại bỏ ngày không vong. Ngày không vong trong cái tháng tháng 2 ấy, đó là ngày 12 và ngày 21. Thì ngày 12 nó sẽ rơi vào ngày ngày 12 nó sẽ rơi vào nó rơi vào ngày canh thân này. Ngày 21 thì nó là ngày kỷ tỵ. Tiếp đến là chúng ta loại bỏ ngày trường đoản tinh. Ngày trường đoản tinh nó sẽ rơi vào ngày mùng 2 và ngày 29. Ngày mùng 2 ngày mùng 2 đó là ngày canh tuất và ngày 29 thì nó sẽ rơi vào ngày đinh sửu thì nó chung với ngày sát chủ đây ngày sửu là ngày sát chủ nhá sát chủ âm còn thằng ngày tí là ngày sát chủ dương đó. tiếp theo là chúng ta chọn cái ngày đại hao loại bỏ ngày đại hao ngày đại hao trong cái tháng tháng hai thì nó sẽ là những ngày mùi vì trên là những ngày mùi chúng ta cũng sẽ không dùng ngày xấu thứ 12 chúng ta cũng loại bỏ đó là ngày tiểu hao Ngày tiểu hao thì nó là ngày ngọ Tiếp đến là ngày xích khẩu Ngày xích khẩu là ngày mùng 2, mùng 8 và ngày 14 Ngày xích khẩu trong tháng 2 là ngày mùng 2, mùng 8 và 14 Mùng 2 là ngày canh tuất này Mùng 8 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày bính, bính thìn Và ngày 21 nó là ngày kỷ tỵ Ngày số thứ 14 là ngày hàm trì Ngày hàm trì nó là ngày tí thì chúng ta dùng này Tiếp theo là ngày hoang vu Ngày hoang vu thì nó sẽ là ngày ngày dậu thế chúng ngày Nguyệt phá rồi tiếp đến là ngày thiên tặc ngày thiên tặc thì nó cũng sẽ là ngày Dậu ngày dậu là ngày thiên tặc ngày câu Giảo hà khôi thì nó là ngày ngọ chúng ta cũng nó trùng với ngày trùng với lại cái ngày, ngày ngày tiểu hao rồi tiếp theo là ngày tài ly ngày tài ly là ngày Sửu thì nó trùng với ngày sát chủ âm tiếp theo ngày thứ 19 chín ta cần loại bỏ là ngày đại sát ngày đại sát thì nó cũng là ngày tỵ thì nó gây ra cái sát thương nó cũng không không, không tốt nên cũng kiên kỵ mua xe đó ngày xấu thứ 20 chúng ta cần phải loại bỏ đó là ngày nguyệt hư nguyệt hư thì nó là ngày nguyệt sát và ngày đại đại thời đấy thì nó chính là những ngày tuất một ngày xấu nữa mà chúng ta còn loại bỏ ngày thứ 21 là ngày nguyệt yểm nguyệt yểm thì là ngày dậu chúng ngày nguyệt phá ngày nguyệt hại thì nó sẽ là ngày thìn thì nó trùng ngày thụ tử rồi tiếp theo là ngày thứ hai ba là ngày hung bại Ngày hung bại trong tháng 2 lịch thì nó sẽ là ngày mùng 5 và ngày 29. Ngày mùng 5 là ngày quý sửu và ngày 29 là ngày đinh sửu. Thì trong trong tháng này ngày xỉu khá là xấu. Tiếp theo là ngày tứ phế, ngày tứ phế nó sẽ là ngày giáp tuất thì trong tháng này giáp tuất là ngày 26 chúng ta không dùng. Và ngày xấu cuối cùng chúng ta còn lại bỏ đó là ngày tứ hao. Ngày tứ hao ấy nó là ngày nhâm tí. Ngày tứ hao nó là ngày nhâm tí là ngày mùng 4, mùng 4 tháng 2 âm lịch đó. Đó là những cái ngày xấu mà chúng ta cần phải tránh khi mà chúng ta lựa chọn ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc mua xe. Và bên cạnh đó có một ngày nữa mà chúng ta cũng cần phải kiên kỵ đó là ngày thiên thượng không vong. Ngày thiên thượng không vong ấy thì nó nó sẽ gồm những ngày sau này. Nó gồm ngày đinh sửu này thì là ngày 29 này, ngày mậu dần là ngày 30 này. Tiếp theo là ngày đinh mùi và ngày nhâm thìn. Ngày đinh mùi trong tháng này không có này. Ngày nhâm thìn thì trong tháng cũng không có. Đó. Tiếp theo là ngày quý tỵ và ngày mậu thân Ngày quý thị trong tháng này không có, mẫu thân thì tháng 2 à, âm lịch cũng không có. Và cuối cùng là ngày nhâm tuất và ngày quý hợi. Nhâm tuất thì nó là ngày 14 và quý hợi nó là ngày 15. Như vậy là gì? Nó rơi vào ngày thiên thượng không vong để chúng ta không dùng được. Đó, đó là những cái sao số mà cần tránh để tiến hành công việc mua xe. Và tiếp theo, để chọn được ngày mua xe thì chúng ta dựa vào những tinh và những sao tốt để chúng ta chọn ra ngày tốt để mua xe thì cái ngày tốt đầu tiên mà chúng ta chọn đến là ngày thiên uh, thiên đức thiên đức trong tháng 2 ấy, thì nó sẽ là những ngày thân những ngày thân thì chúng ta sẽ có ngày 24 24 là ngày nhâm thân đó là ngày tốt đầu tiên thứ hai là ngày thiên đức hợp thì nó sẽ là những ngày tỵ thiên đức hợp là ngày tỵ ngày tỵ thì ngày tỵ thì phạm xấu rồi chúng ta không dùng ngày Tị thì nó phạm về đại sát này nó lại phạm vào nếu ngày phạm ngày đại sát thì chúng ta cần kiêng nhá. À, ngày nguyệt đức thì là những ngày giáp. Ngày giáp chúng ta có ngày ngày giáp này, chúng ta sẽ có ngày nào? Chúng ta ngày mùng 6 là ngày giáp dần này. Ngày 16 là ngày giáp tí này và ngày 26 là ngày giáp tuất. Ngày dần là ngày trực bế nhưng mà nó có thiên đức thì chúng ta vẫn thể dùng được. Tại vì trong tháng này thì cái cái thiên đức uh, nó người giáp dần này, nó có nguyệt đức này, lại có là ngày thiên hỷ nữa. Vậy nên là chúng ta có thể dùng được ngày mùng 6 là giáp dần nhé. 6 là giáp dần. Thì chúng ta hoàn toàn dùng bình thường. Tiếp theo, ngày người đức hợp thì nó là ngày kỷ. Ngày kỷ thì trong tháng này có ngày nào? Còn chúng ta ngày mùng 1 là ngày kỷ dậu này, 11 là ngày kỷ sửu và ngày 21 là ngày kỷ tỵ. Thì các ngày kỷ trong tháng này đều là những ngày xấu cả. Tiếp đến là chúng ta xét đến ngày uh, thiên quý. Ngày thiên quý là ngày giáp và ngày ất thì ngày giáp chúng ta vừa xét rồi chọn là ngày mùng 6 như vậy còn ngày ất ngày ất thì chúng ta sẽ có ngày mùng 7 là ất mão này 17 là ất xỉu này và ngày 27 là ngày ất hợi thì ngày ất hợi thì phạm ngày tam lương ngày ất xỉu thì phạm ngày sát chủ còn ngày mùng 7 mà ngày ất mão thì cũng phạm ngày tam lương chúng ta không dùng được tiếp theo chúng ta chọn đến ngày ngày thiên tài là những ngày ngọ ngày ngọ này có ngày mùng 10 là ngày mậu ngọ và ngày 22 là ngày canh ngọ thì ngày ngọ nó bị phạm vào ngày công giáo hà khôi này bị phạm vào ngày tiểu hao này vậy nên là các bạn cũng phải hết sức lưu ý tiếp đến là chúng ta xét đến những ngày nguyệt tài nguyệt tài thì nó sẽ là ngày tị. ngày thiên phú thì nó cũng là ngày tị. ngày dịch mã nó cũng là ngày tị. như vậy ngày tị trong tháng này cũng khá là tốt hơn nữa nó lại là ngày của có thiên đức hợp nữa thiên đức hợp vậy nên là chúng ta có thể làm được ngày mùng 9 này Ngày mùng chín là ngày đinh tị thì các bạn có thể dùng được nhá. Đinh tị hoàn toàn dùng được. Ừ. Tiếp theo ngày trực thành thì nó là ngày hợi. Ngày hợi thì chúng ta có ngày mùng 3 này, là Tân Hợi này, 27 bảy là Ất Hợi thì bị phạm 18 nương. Ngày 15 ngày Quý Hợi thì bị phạm ngày thiên tượng không vong, chúng ta không dùng được. Đã. Tiếp theo là chúng ta chọn những ngày yếu an. Ngày yếu an trong tháng 2 thì nó sẽ là những ngày thân. Ngày thân thì chúng ta có ngày 12 canh thân và ngày 24 thì chúng ta chọn là ngày, từ ngày 24 rồi. Còn ngày 12 nó rơi vào ngày xấu chúng ta không dùng được. 12 nó rơi vào ngày không vong thì chúng ta không dùng. Ngày nữa mà chúng ta chọn là ngày những ngày cắt nhật ấy, ngày cắt nhật để mua xe thì chúng ta có ngày bính tý này, là ngày 28 thì cũng phạm ngày xấu này. Ngày canh tý nhâm tý, canh tý nhâm tí nói chung ngày tí trong tháng trong tháng 2 là xấu rồi chúng ta không dùng được. Tiếp theo là ngày giáp dần, ngày giáp dần ngày mùng 6 này, chúng ta chọn rồi này. Ngày ất mão là ngày mùng 7 này. Thì phạm ngày tam lương này, ngày tân mão tân mão trong tháng không có ngày quý mão này, không có này ngày nhâm ngọ nhâm ngọ ất mùi nhâm ngọ thì trong tháng không có ất mùi không có này ngày quý mùi kỷ mùi kỷ mùi là ngày 11 thì ngày mùi ngày mùi trong tháng này bị phạm vào ngày đại hao rồi nên là các bạn có phải cân nhắc nhưng mà do nó là ngày gì ngày kỷ mùi kỷ mùi là ngày 11 thì nó là ngày cắt nhật thì các bạn có thể là mua được 11 là ký mùi này mua xe nếu mà nó là một ngày đại hao tức là xảy ra một chuyện hao tốn tiền của ấy, thì cái chuyện chúng ta bỏ tiền ra mua xe thì cũng đã là một trong những cái điều mà mà, mà nó đã chuẩn bị sẵn sàng rồi vậy nên các bạn cứ hoàn toàn yên tâm nhé tiếp theo là ngày quý mùi này ngày kỷ mùi này ngày giáp thân và ngày ngày tân dậu giáp thân tân dậu thì trong tháng không có tân dậu là ngày 13 phạm nguyệt phá xong rồi đó. Tiếp đến là chúng ta chọn một ngày nữa là ngày trực mãn, ngày trực mãn là những ngày tỵ. Thì ngày tị chúng ta chọn rồi có ngày mùng 9 là ngày đinh tị còn ngày 21 là ngày xấu chúng ta không chọn được. Ngày trực khai là ngày ngày trực khai sẽ là ngày sửu. Ngày trực khai là ngày sửu. Thì ngày sửu phạm ngày sát chủ của tao dùng. Và cuối cùng là ngày tụ tài là ngày hợi. Ngày tụ tài là ngày hợi thì chúng ta cũng không chọn được vì nó là ngày thiên thiên thượng không vong. Đó. Tiếp đến là gì? Trong tháng này tháng mão đúng không ạ? Hợi mão mùi tức là những ngày hợi ấy, cũng sẽ là ngày được tam hợp với tháng. Vị trí là các bạn, nói chung là cái ngày hợi trong tháng trong tháng 2 ấy, thì cũng rất nhiều cái sao tốt nó chiếu đến. Thì các bạn có thể cân nhắc nhé. Nếu mà các bạn dùng được nữa thì các bạn có thể lấy vào ngày 15. 15 là ngày quý hợi. Đó. Như vậy là trong cái tháng 2 âm lịch chúng ta sẽ có 5 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc mua xe. Có 5 ngày tốt. Thì ngày đầu tiên đó là ngày 24 là ngày là ngày nhâm thân. Thứ hai là ngày mùng 6 là ngày giáp dần. Thứ ba là ngày mùng 9 là ngày đinh tỵ. Ngày tốt thứ tư là ngày 11 là ngày kỷ tỵ và ngày tốt thứ năm là ngày 15 là ngày quý hợi. Đó là 5 ngày tốt để mua xe trong cái tháng hai âm lịch. Thì quý vị có thể chọn cho mình những ngày tốt nhất để tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. Đó. Như vậy là tôi đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tìm ra cho quý vị và các bạn những ngày tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc mua xe trong cái tháng Tháng 2 âm lịch và tháng Ấn Mão ấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo Để ủng hộ cho chương trình Bên cạnh đó quý vị muốn tham khảo thêm về cuốn sách ngày tốt tuần thư ấy, Thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với số hotline là 0989 349 119 Để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách này Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, Xin chào và hẹn gặp lại Quý vị ở các video tiếp theo à, Xin cảm ơn